tại trường LT. Annabella này, cậu đã làm bài tập sáng chế ra một phát minh bất kỳ chưa? Tớ làm được điện thoại bằng cốc này. Alo alo. Ồ, tuyệt thật. Có điện thoại cốc mà cũng quen. Hãy xin phát minh của tớ này. Các cậu thấy sao? Chiếc máy này có thể biến mọi loại hoa quả thành kẹo đó. Tớ thấy nó chỉ là một chiếc hộp thôi mà. Các cậu không tin thì hãy nhìn đây. Xong rồi đó. Các cậu chuẩn bị tinh thần chưa? Wow, là kẹo thật kìa. Tưởng không đỉnh mà đỉnh không tưởng. Tớ mà lại. Tớ có một quả cam, cậu biến cho tớ thành kẹo với. Tớ nữa. Còn tớ nữa. Cậu biến nó thành kẹo được không? Đương nhiên được rồi. Cùng chờ xem nhé. Hình như có gì đó sai sai. Ôi, cái máy làm sao thế? Không xong, mất khống chế rồi. Thế là hết. Mặt của cậu thích ra vẻ cơ. Giáo sư tới rồi. Đam mê khoa học là tốt, thất bại là mẹ của thành công mà. Cả lớp ổn định chỗ ngồi. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một phát minh vĩ đại của thầy. Ghê vậy sao? Đó chính là đồng hồ thời gian. Với phát minh vĩ đại của thầy, các em có thể du hành thời gian đến mọi nơi. Thưa thầy, thầy có thể cho bọn em mượn chiếc đồng hồ được không hả thầy? Đúng vậy. Không được, phát minh của thầy vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, còn nhiều trục trặc lắm. Đừng than vãn nữa, tập trung vào học bài nào các em. 1 giờ sau, hết giờ rồi, tạm biệt cả lớp. Về thôi, nhanh nào. Khoan đã, đây chính là chiếc đồng hồ thời gian của giáo sư mà. Trúng mánh rồi. Nhìn nó bé thật đấy. Này, anh trai, đồng hồ nhìn đẹp đấy, cho bọn anh mượn tí đi. Đang định tìm người thử phát minh của thầy thì có đối tượng tình nguyện luôn. Hãy xem đây. Ôi, thời gian ngưng động lại rồi. Thần kỳ thật đấy. Giờ tới lượt ta xử lý bọn mình. Tiết mục hay đến rồi. Đã xong. Đến lúc rồi. Sao lại như vậy chứ? Tình gốc thả ra, thả bọn ta ra. Tình tình con kia. Người muốn lấy đồng hồ của ta sao? Mơ đi, lêu lêu. Sảng khoái thật. Kia là Annabella mà. Wow, đùi gà thơm thế. Tự nhiên mình cũng thấy đói quá. À, đúng rồi, mình cũng còn bảo bối này mà. Mình xin nhé. Đùi gà ngon thật đấy. Mình no rồi, sạch sẽ luôn. Xin lỗi cậu trước nha. Sẽ vui lắm đây. Đó, đùi gà của mình. Đâu, đâu rồi? Thì ra là cậu. Cáo, sao lại ăn đùi gà của tớ? Không phải tớ, tớ không ăn. Chú này. Ui da, mặt mình. Mình có ý này. Nhìn đỏ sử dụng chiếc đồng hồ thời gian tua đi tua lại khoảnh khắc Annabella đánh cáo để trả thù màn cười ngủ lúc nãy. Ôi, tí nữa thì bị phát hiện rồi. Bực cả mình à. Ô kìa, Annabella. Ôi dạ, chắc phải xin nghỉ mấy ngày rồi. Vui thật đó. La la la. Dạ. Giải thích cho mẹ mau lên. Con phải làm sao bây giờ? Mình có đồng hồ mà. Thế thì việc gì phải sợ nữa. Còn dám cười hả? Hôm nay mẹ sẽ cho con một bữa ra tròn. Úi giời, con sợ quá cơ. Tu nhanh đến khi mẹ đã đánh xong và hết đau. Mình cũng là thông minh mà. Cười được nữa sao? Giỏi, giỏi lắm. Hình như có gì đó sai sai. Chiếc đồng hồ không hoạt động. Này, mẹ bị sao vậy? Này, thôi xong. Đừng mà. Ôi, cái mông mình. Chiếc đồng hồ xảy ra trục trặc khiến cho thời gian tua lại thời điểm nhện đỏ chưa bị anh đánh. Nhện đỏ.
mẹ ơi, dừng lại đi. Đến đó, thời gian cứ lặp lại khiến dịch đỏ bị ăn mòn vô số lần. Ôi, tưởng nát mông luôn rồi chứ. Cái số mình sao xui thế. Ơi, khoan đã không, đừng mà. Không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng cơ thể mình lạ quá. Hả? Sao lại mình lại thành ra thế này? Không, không thể như thế được. Hãy hoạt động đi mà. Mình không thể già như thế này được. Nhìn đó. Hả? Ơ, giáo sư, thầy đến cứu em sao? Từ từ thôi. Ta đã lường trước được mọi việc nên chuẩn bị một chiếc đồng hồ dự phòng mai cho em đấy. Em xin trả lại cho thầy. Đây cũng là bài học cho em. Thôi, đặt ta lên chiếc đồng hồ này đi. Chúng ta cùng về nào. Dân à, những sai lầm lớn luôn được cấu thành từ các sai lầm nhỏ, mà một khi đã xảy ra rồi thì rất khó có thể thay đổi được. Nhưng mắc phải sai lầm đôi khi lại là cơ hội khiến chúng ta trưởng thành hơn, nhìn nhận lại bản thân, rút ra bài học từ chúng để khiến bản thân mình trở nên tốt hơn. Tại trường LT. Amanda này, cậu đã làm bài tập sáng chế ra một phát minh bất kỳ chưa? Tớ làm được điện thoại bằng cốc này. Alo alo. Ồ, tuyệt thật. Có điện thoại cốc mà cũng khoe. Hãy xem phát minh của tớ này. Các cậu thấy thế nào? Chiếc máy này có thể biến mọi loại hoa quả thành kẹo đó. Tớ thấy nó chỉ là một chiếc hộp thôi mà. Các cậu không tin thì nhìn đây. Xong rồi đấy. Các cậu chuẩn bị tinh thần chưa? Wow, là kẹo thật kìa. Tưởng không đỉnh mà đỉnh không tưởng. Tớ mà lại. Tớ có quả cam, cậu biến cho tớ thành kẹo với. Tớ, tớ nữa. Còn tớ nữa. Cậu biến nó thành kẹo được không? Đương nhiên là được. Cứ chờ xem nha. Hình như có gì đó sai sai. Ôi, cái máy làm sao thế? Không xong, nó không chế rồi. Thế là hết. Mặt cậu thích ra vẻ cơ. Giáo sư đến rồi. Đam mê khoa học là tốt, thất bại là mẹ của thành công mà. Cả lớp ổn định chỗ ngồi. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một phát minh vĩ đại của thầy. Ồ, ghê vậy sao? Đó chính là đồng hồ thời gian. Với phát minh vĩ đại của thầy, các em có thể du hành thời gian đến mọi nơi. Thưa thầy, thầy có thể cho bọn em mượn chiếc đồng hồ được không ạ? Đúng vậy. Không được. Phát minh của thầy vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, còn nhiều trục trặc lắm. Đừng than vãn nữa, tập trung vào bài học nào các em. 1 giờ sau. Hết giờ rồi, tạm biệt cả lớp. Về thôi nhanh nào. Khoan đã, đây là chiếc đồng hồ thời gian của giáo sư mà. Trúng mánh rồi. Nhìn nó bé thật đấy. Này em trai, đồng hồ nhìn đẹp đây, cho bọn anh mượn một tí đi. Đang định đi tìm người thử phát minh của thầy thì có đối tượng tình nguyện luôn. Hãy xem đây. Ôi, thời gian ngưng động lại rồi. Thần kỳ thật đấy. Để đến được ta xử lý bọn phi. Tiết mục hay đến rồi. Đã xong. Đến lúc rồi. Ôi, sao lại thế này? Hai tên ngốc. Thả ra, thả ta ra, tên ranh con kia. Ngươi định lấy chiếc đồng hồ của ta à? Mơ đi, leo leo. Sảng khoái thật. Ô, kia là Amanda mà. Wow, đùi gà thơm thế. Tự dưng mình cũng thấy đói. Đúng rồi, mình vẫn còn bảo bối này mà. Mình xin nha. Đùi gà ngon thật đấy. Mình no rồi, sạch sẽ luôn. Xin lỗi cậu trước nha. Sẽ vui lắm đây. Đùi gà của mình. Đâu, đâu rồi?
Thì ra là cậu. Cáo, sao cậu lại ăn đồ gà của tớ? Không phải tớ, tớ không ăn. Chối này. À, ôi da, mặt mình. Mình có ý này. Nhận đỏ sử dụng chiếc đồng hồ thời gian tua đi tua lại những khoảnh khắc Amanda đánh cáo để trả thù bằng cười nhạo lúc nãy. Ôi, tí nữa thì bị phát hiện. Bất cả mình. Ok Amanda, bây giờ chắc phải xin nghỉ mấy ngày rồi. Vui thật. La 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 la. Ôi, nhện, giải thích cho mẹ mau lên. Con phải làm sao bây giờ? À, mình có đồng hồ mà. Thế thì việc gì phải sợ nữa. À, còn dám cười à. Hôm nay mẹ sẽ cho con một trận đánh trò. Con lại sợ quá cơ. Tôi nhanh đến khi mẹ đã đánh xong và hết đau. Mình thật là thông minh. Vẫn còn cười được à. Giỏi, giỏi lắm. À, hình như có gì đó sai sai. Chiếc đồng hồ không hoạt động. Này, mày bị sao thế? Bị cái này, này. Đừng mà. Ôi, cái mông của mình. Chiếc đồng hồ xảy ra trục trặc khiến cho thời gian tua lại thời điểm nhện đỏ chưa bị ăn đánh. Nhện đỏ. Không. Ôi mẹ ơi, dừng lại đi. Nhện đỏ. Thời gian cứ lặp đi lặp lại khiến nhện đỏ bị ăn đòn vô số lần. Ôi, tưởng nát mông luôn rồi chứ. Cái số mình sao mà xui thế. Bạn đã. Không, đừng mà. Ơ, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cơ thể mình lạ quá. Hả? Sao? Sao mình lại xảy ra thế này? Không, không thể như thế được. Hãy hoạt động đi mà. Mình không thể dài như thế này được. Nhện đó. Hả? Ô, giáo sư, thầy định cứu em sao? Từ từ thôi. Ta đã lường trước được mọi việc nên chuẩn bị một chiếc đồng hồ dự phòng. May cho em đấy. Em xin trả lại cho thầy. Đây cũng là một bài học cho em. Thôi, đặt tay lên chiếc đồng hồ này đi. Chúng ta cùng về nào. Vâng ạ. Những sai lầm lớn luôn được cấu thành từ các sai lầm nhỏ. Mà một khi đã xảy ra rồi thì rất khó để thay đổi được. Nhưng mắc phải sai lầm đôi khi lại là cơ hội khiến chúng ta trưởng thành hơn. Nhìn lại bản thân, rút ra bài học từ chúng để khiến bản thân mình trở nên tốt hơn. Sau 9.437.650 phép thử với các mảnh thời không khác nhau thì chỉ có thể làm như vậy mới có thể ngăn cản được thôi. Ôi da, đâu, mùi lẩm bẩm cái gì thế? Mau rửa bát nhanh lên. Anh Parker đi nhanh lên, muộn học rồi. Thơm quá đi. Khoan đã. Ngồi lại. Cho xin miếng được không? Hả? Ông có biết câu thành ngữ không làm mà chỉ muốn ăn thì chỉ có. Vậy tôi đổi nó được không? Đổi luôn. Viên đá này thật là đẹp. Parker không hề biết rằng mình đang cầm một trong sáu viên đá vô cực. Hôm nay mình hên ghê. Là cô giáo phụ trách. Làm sao để mình vào trong được đây? Đúng lúc này, viên đá trong tay Parker lập tức phát sáng và đưa Parker vào thẳng trong lớp học. Hả? Sao mình đã ở đây rồi? Đứng lại. Có biết đi học muộn bao nhiêu phút không? Không thể tin được. Viên đá này có sức mạnh dịch chuyển. Thử xem nào. À, nhìn cậu ta kìa. Cậu đi đứng cẩn thận vào chứ. Sao lại vội ếch thế kia? Ta sẽ cho mọi người biết đây. Đi nào. Tạm biệt nha. Ồ, sao bọn mình lại ở đây? Hai cậu này đi học muộn, mau báo tên ra, học lớp nào? Ồ, không phải đâu cô ơi. Chúng em rõ ràng đã vào lớp rồi. Nhanh cái chân lên. Ngon quá đi. Này, Annabella, cho anh xin một miếng. Được thôi. Cho anh này. Còn lâu chứ, đống đồ ăn này là của em đó.
Có cái cửa có thể ngăn cản đam mê ẩm thực của anh sao? Không biết Annabella giấu ở đâu nhỉ? Vậy là Parker bắt đầu tìm kiếm tung tích của đồ ăn mà Annabella đã giấu hết đi. Cuối cùng cũng thấy rồi. Là một viên đá giống như viên đá của Parker. Viên đá đột nhiên lóe sáng. Viên đá này cũng thật là đẹp. Nhưng thôi kệ, đâu có ăn được. Đi thôi nào. Cuối cùng ta cũng đã tìm ra vị trí của đá thời gian rồi. Ta sẽ phá hủy thế giới này. Hóa ra viên đá thời gian cũng đang lọt tầm ngắm của những kẻ xấu. La 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 la. Mọi người ơi, mau lại mua gà rán đi. Lại đây đi nào. À đúng rồi, có đá không gian thì mình cần gì ăn mất tiền. Chỉ cần dịch chuyển đến lấy là xong. Khoan đã, nếu ta là cậu, ta sẽ không sử dụng sức mạnh để làm những việc đấy đâu. Chính ông là người đã đưa viên đá cho tôi. Đúng thế. Đây là đâu vậy? Trong vũ trụ tồn tại 6 viên đá vô cực, bao gồm có thực tại, thông minh, sức mạnh, linh hồn, không gian và thời gian. Nếu để những viên đá này vào tay kẻ xấu thì rất nguy hiểm. Chuyện này là thật sao? Đi thôi. Do ta đã lạm dụng sức mạnh của đá thời gian mà để lại hậu quả nghiêm trọng. Người lạ mặt đang kể lại và cố tái hiện lại hiện trường những gì hắn đã gặp phải cho Parker nghe. Giờ người hối hận cũng đã muộn rồi. Bây giờ chính cậu sẽ ngăn chặn hắn. Không, không. Hắn ta. Ta thật là may mắn. Thật không ngờ có thể thu thập được cả 2 viên không gian thời gian cùng một lúc. Chỉ có cậu mới có thể thu thập được 2 viên đá còn lại và ngăn chặn hắn. Không giao ra, các người sẽ phải bỏ mạng tại đây. Đừng hông. Vì sự tồn vong của vũ trụ, cậu cần phải tìm được viên linh hồn và viên thông minh nữa. Mình... Được, tôi hiểu rồi. Đây rồi. À, của em. Ui da, đau quá. Đó là của em. Hãy xem ta đi. Không thể để thua được. Thế nào, mau giao viên đá ra đây. Cảm ơn hai người đã giúp ta tìm được 3 viên đá. Giờ chỉ còn viên đá linh hồn thôi. Ta sẽ phá hủy vũ trụ. Đúng lúc này xuất hiện một viên đá sáng rực ở trên không trung. Ta là đá linh hồn. Nếu cậu chịu hy sinh bản thân, ta sẽ cho cậu mượn sức mạnh. Mình không thể để hắn đạt được ý muốn. Từng hình ảnh về người thân và vũ trụ đang bị phá hủy hiện lên trước mắt Parker, đã khiến Parker quyết tâm. Ta đồng ý. Đá của ta. Chuyện gì vậy? Ngươi đã vui mừng hơi sớm rồi đó. Không, không thể nào. Ngươi lại được cả 6 viên đá nhận làm chủ. Không, không. Vũ trụ an toàn rồi. Thật là may. Vậy là cuối cùng Parker cũng đã chọn cách hy sinh để bảo vệ cho người thân và vũ trụ an toàn. Cơ thể cậu tan biến cùng 6 viên đá bay thẳng về trời. Ngày chủ nhật. Hay da, đã đến giờ dậy rồi. Các tình yêu của anh đến đây. Hôm nay anh sẽ dành cả ngày chơi cùng các em. Con trai. May quá. Trời ạ, con có sao không? Con trai, hôm nay chúng ta sẽ dành cả ngày để đi dã ngoại. Yeah, đi dã ngoại kìa. Đi theo em trai. Dã ngoại á? Không đâu.
rồi. Con không đi đâu, thả con ra. Con muốn ở nhà chơi với siêu nhân xanh cơ. Đi đi con trai, chúng ta cần phải gia tăng tình cảm. Không, con không đi đâu. Nếu mà con không đi, bố sẽ... Không, bố định làm gì? Ta sẽ giam giữ siêu nhân xanh của con suốt đời. Không. Tuyệt vời. Một ngày thích hợp cho chuyến dã ngoại gắn kết tình cảm gia đình. Đúng thế bố ạ. À, phải không con trai? Không phải vội, bố biết là con sẽ hào hứng mà. Chúng ta đi thôi nào. Chúng ta đến nơi rồi. Ôi không, mưa rồi. Sao bố bảo trời đẹp lắm, thích hợp dã ngoại. Bao giờ trời mới tạnh đi? Chán quá đi mơ. Trong khi bố và Annabella đang chán nản vì trời mưa, thì Parker vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình và siêu nhân xanh. Các con, trời tạnh mưa rồi này. Bố ơi, ở đây đẹp quá. Alo, công ty bị mất một lô kẹo mút á. Tôi đến ngay, hai chị em ở đây chơi, chiều bố qua đón nha. Bố cứ yên tâm ở bọn con ạ. Em trai, bắt đầu thôi. Ơ kìa chị, còn chỗ này thì sao? Đợi em với. Wow, nhìn xem, nhiều đồ ăn ngon chưa này. Dừng lại, dừng lại mau. Chú ấy làm sao vậy? Dừng lại ngay. Khu vực này cấm ngồi lên cỏ, mau theo ta về đồn. Sao cơ ạ? À? Bố ơi, mau cứu chúng con với. Thả chúng cháu ra đi mà. Không, mình không muốn. What? Chú ơi, tha cho chúng cháu đi ạ. Để tình lần đầu vi phạm, ta sẽ tịch thu hết đồ ăn. Thu hết đi ạ. À? Hay là hai đứa muốn về đồn? Bọn cháu thu ngay đi ạ. À? Đưa đây nào. Đưa nốt đây. Sau này không được vi phạm nữa nghe chưa. Đồ ăn của chúng mình. Chán quá. Chẳng được cái tích sự gì cả. Thôi chết rồi. Em trai chạy mau. Chạy đi. Em trai, phải làm sao bây giờ? Mày mà nó cũng bỏ đi rồi. Em có sao không? Em không sao ạ. Không sao là tốt rồi, đi thôi. Mau lại đây ăn gà rán đi nào. Mùi thơm quá. Chị đói à? À không, không. Ui da. Gà rán ngon lắm, lại đang được giảm giá. Mua đi hai đứa. Nhưng mà cháu không có tiền. À, ta rất thích siêu nhân xanh trên tay cháu. Cháu có thể dùng nó để đổi. Đổi đi mà em. Nhưng mà chị đói quá rồi. Đây, cho chị. Chị cảm ơn. Mà cho chị rồi thì bỏ tay ra đi. Vì không muốn nhìn thấy chị gái Annabella bị đói bụng, nên Parker đã quyết tâm chia tay người bạn thân nhất của mình để đổi lấy bữa ăn cho chị. Em không ăn à? Không. Thế thì chị ăn hết. Hả? Bao giờ bố mới về đón chúng mình đi ăn vậy nhỉ? Chị ăn hết cả siêu nhân của em rồi mà vẫn thấy đói à? Đúng thế. Chị nhìn đi đâu vậy? Lui ra. Hai cái đứa trẻ con vừa nãy dễ lừa thế không biết. Hóa ra hắn đã lừa chúng ta. Đứng yên, giơ tay lên. Phản kháng là tôi bắn ngay. Tốt lắm. Dám lừa bọn ta. Chú cảnh sát kìa. Chú ơi, mau vào đây. Tên này giả làm cảnh sát rồi lấy hết đồ đạc của bọn cháu đấy ạ. À? Về đồn mau. Yeah, vậy là bắt được tên lừa đảo rồi. Hai con, bố quay lại rồi đây. Wow, là siêu nhân xanh này. Bố mua tặng con trai đây. Và mình tiếp tục chuyến dã ngoại thôi. Yeah. Sao hôm nay nhà cửa tối thế nhỉ?
Từ góc nhà, bố Parker trong bộ dáng bảnh bao, trên tay là một bó hoa rất to. Ông cười tươi và từ từ tiến đến trước mặt mẹ Parker. Tặng em, chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Chúc mừng ngày cưới của bố mẹ. Cảm ơn con. Hoan hô, hoan hô. Chắc chắn hôm nay anh ấy sẽ cho mình một bất ngờ như thế. Thế này là thế nào? Cả hai đều không nhớ đến ngày đó sao? Kìa mẹ ơi, tránh ra nào. Yeah, thắng rồi. Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Anh không biết. Kìa, đánh đi bố. Anh nhớ kỹ lại xem nào. Là ngày gì được nhỉ? Ngày phụ nữ, ngày quốc khánh hay là ngày của những bà mẹ nhỉ? Có biết sao? Chơi tiếp nào. Ơ kìa bố, bố không đuổi theo dỗ mẹ à? Cứ cho mẹ con một mình nguôi giận đi đã. Vài giờ sau. Yeah, lại thắng rồi. Ui giời. Khoan, mẹ kia. Nếu muốn cứu vợ thì đến đây mau. Đây chắc là vị trí mà bọn chúng gửi đến rồi. Là hướng này. Vợ của tôi đâu? Thả cô ấy ra. Muốn tìm vợ à? Đây. Nếu muốn gặp được vợ thì ngươi phải hoàn thành được 3 thử thách của ta đưa ra. Và đây chính là thử thách đầu tiên. Tìm xem đâu là tay của vợ ngươi nào. Không phải. Ôi giời, mùi kinh quá. Sao giống nhau vậy con? Hả? Bố không nhớ nổi bàn tay mẹ à? Khó thế nhỉ. Lúc này, bố Parker liền nhớ đến một điều. Em có đau lắm không? Dạ không. Trên tay mẹ con có một vết sẹo. Đây chính là tay vợ tôi. Đứng yên. Chưa xong đâu. Annabella, cẩn thận khói độc. Chồng ơi, con ơi. Vợ ơi. Các ngươi. Mau đưa cô ta lên. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Annabella, ở kia. Mau thả ta ra. Bắn chúng kìa bố ơi. Ê, quá đà rồi. Vòng 2 bắt đầu. Lại gì nữa vậy? Trong hai người này, ông chỉ được chọn một mà thôi. Chè thế thì khác gì đánh đố. Giờ phải làm thế nào đây con gái? Con cũng không biết phải làm thế nào nữa. Mau nghĩ đi nào. Từ từ chứ bố. À, có rồi. Bố nhìn đây. Ui, giật mình. Nhìn ta đây. Cẩn thận. Anh Parker, anh đến rồi. Muốn làm gì? Xem đi.
Không! Anh Parker, đừng! Ê! Hả? Sao cô ấy lại cười như vậy nhỉ? Ngạc nhiên chưa? Poppy đây! Sao lại là Poppy? Là tớ chứ còn ai nữa? Sao lại là mọi người? Sao tất cả ở đây? Vì anh quên mất ngày kỷ niệm của chúng ta nên em mới phải bày ra trò này. Hóa ra mọi người lừa tôi. Chuyện đó bây giờ quan trọng mà. Anh xin lỗi, ngày quan trọng thế mà anh còn quên, anh thật là đáng trách. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Cuối cùng thì một buổi lễ nhỏ cũng đã được diễn ra. Chúc mừng ngày cưới của chúng ta. Hôn đi, hôn đi. Được rồi, được rồi. Tuyệt quá.